đời nhiều phiêu lưu mang theo khát vọng, tìm một không gian ấm êm, yêu thương nhau trong bình yên, nhưng sóng đời cuộn trôi. Học nha. Dạ. Học quen đi con. Con chào ba, con đi học. Ừ. Trái thần cho giỏi nha. Dạ. Ừ. Hùng với ba cái nè. Ừ. Ừ. Con sao vậy? Dạ không có gì. Ba, chiều nay ba đón con về nha. Được rồi, chiều nay ba sẽ đón con. Thôi giờ vô học nha. Ừ. Thưa ba, con đi học. Bye bye con. Alo. Alo, em hả? Anh mới đưa cô vô trường rồi, em yên tâm nghe. Con nó ngoan lắm. Vậy tốt quá, cảm ơn anh nha. Em nè, con đã muốn là chiều nay anh sẽ tới đón con. Em cho anh đón con một ngày nha. Nếu con muốn thì anh cứ đón đi. Nhưng mà như vậy có phiền anh không? Không, gặp thấy con là anh vui. Vậy anh đón con rồi đưa con về sớm giùm em nha. Em yên tâm đi. Chào em. Dạ, bye anh. Tôi đã trình bày xong, xin các anh cho ý kiến. Tôi thấy dự án kỳ này của anh Hưng đưa ra không được khả thi lắm. Tôi cũng thấy vậy. Chi phí quá cao, e rằng đối tác khó chấp nhận. Dự án này quá mới mẻ, như vậy chỉ mang tính thử nghiệm. Nếu đưa ra thực hiện, tôi e là sẽ khó thuyết phục được khách hàng. Đúng vậy, tôi nghĩ anh Hưng nên sửa lại. Nếu không thì anh thay bằng dự án khác vậy. Thưa các anh, tôi sẽ không làm lại bản dự án này. Tại sao chúng ta cứ làm theo những cái gì đã sẵn có, những mô típ cũ? Tại sao chúng ta không thử thay đổi một lần, thử phá cách một lần? Bởi vì tôi và các đồng sự của tôi đã phải tốn công sức rất là nhiều mới hoàn thành được bản dự án này. Nhưng nếu chỉ là mang tính thử nghiệm thì được, chứ còn mang ra mà chào khách thì tôi thấy rất phiêu lưu. Tôi cũng đồng ý. Khi thực hiện dự án này rất là phiêu lưu, anh Hưng nên xem xét lại. Nếu không thì chúng ta bàn giao lại dự án này cho người khác. Tôi không đồng ý. Tôi đảm bảo rằng đối tác của chúng ta sẽ thích dự án này. Tôi sẽ cố gắng thuyết phục họ. Công ty chúng ta còn nhiều kế hoạch mà. Tôi sẽ giao lại dự án khác cho anh. Còn dự án này thì
Dứt khoát tôi sẽ không nhường dự án này lại cho ai cả. Nếu có sai sót gì, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tôi tin là tôi sẽ thuyết phục được họ. Thôi được, nếu anh Hưng đã quyết tâm như vậy thì tôi sẽ giao dự án này lại cho anh. Nhưng anh nhớ rằng anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cảm ơn sếp. Chúng ta kết thúc cuộc họp ở đây. Cố gắng nha. Cảm ơn. Ừ. Trời, anh Hưng, sao bữa nay anh gan dữ vậy? Dám cãi luôn sếp luôn. Nếu cứ làm theo lời của sếp phó vậy thì chán lắm. Nhưng mà anh làm như vậy á là anh đang đánh cược đó, anh biết không? Cuộc sống dạo này vô vị lắm, đôi khi cũng phải có chút thay đổi. Giờ chị Khánh và chị Anh. Mấy ngày nay anh liên lạc nhưng mà không được, chẳng biết cô đi đâu nữa. Thôi thì giờ anh em mình đi làm chầu bia đi, hôm nay em rảnh lắm. Thông cảm nghe. Tôi có hẹn với con bé Bông nhà tôi. Bao lâu nay mình mới nhận ra, được ở bên con, được chăm sóc con, làm cuộc sống mình cảm thấy có ý nghĩa hơn. Hôm nay em thấy anh thay đổi thiệt đó. Giờ anh đi về chưa? Chà, tới giờ rồi. Thôi anh em về luôn. Sao dài dữ vậy nè? Màu đen bây giờ mà chị. Hai ngày nữa là đã làm gái có chồng rồi đó nghe cô. Nhưng mà xem thấy rung quá à. Còn anh Bình với anh Khôi nữa, đi kiểm tra phòng cưới giờ này còn chưa về nữa. Sao, nhớ chú rể rồi hả? Hết ngày mai thôi là lúc nào cũng ở bên nhau hết, khỏi nhớ nha. Chị nói nè, về nhà người ta, làm vợ người ta, làm dâu thì phải biết nhẫn nhịn, không có được hiếu thắng nghe chưa? Ừ. Mình là phụ nữ phải biết dịu dàng, không nhẫn nhịn sẽ không giữ được êm ấm cho gia đình đâu, hiểu không? Ừ. Nhưng mà em thấy chị nhẫn nhịn vậy cũng có được cái gì đâu. Tại vì chị nhẫn nhịn quá đà. Chị tin rằng cứ làm hết, chịu đựng hết thì chồng con sẽ được hạnh phúc. Nhưng chị đã lầm. Bây giờ chị đã hiểu ra rồi. Ừ, em cũng hiểu những gì chị nói. Em hứa với chị, em sẽ sống hạnh phúc để cho ba mẹ dưới suối vàng và chị yên tâm. Chỉ cần em hạnh phúc, chị đã mãn nguyện rồi. Ừ. Sau này đến lượt bé Bông, chị chỉ mong nó hạnh phúc. Ừ. Chị chỉ cần như vậy là được rồi. À, mà chị, bé Bông giờ này chưa về nữa hả? Ừ, hơn 8 giờ rồi. Anh Hưng nói đưa về sớm mà ta. Để chị gọi coi. Em đã nói rồi, chị đừng có cho ông Hưng muốn đón bé Bông lúc nào thì đón. Một tuần á, đón một lần thôi. Em phải nhìn thấy cảnh hai cha con quấn quýt với nhau thì em sẽ không nở đâu. Bé Bông đó. Không, chắc là anh Bình với anh Khôi đó. Đi chị, đi. Ừ. Trời ơi, sao anh về trễ quá vậy? Anh có việc phải chỉnh. Mà nè, Khôi á, hàng ngày nhìn hiền lành vậy đó, nhưng bữa nay khó tính dữ lắm, cái gì cũng đổi khác thường hết á. Mà công nhận á, bữa nay thấy anh Bình khéo tay thiệt đó nha. Có những cái chuyện mà
nhà trang trí người ta bó tay luôn á. Vậy mà anh Bình á làm hết trơn à. Chị May á, nhất là chị rồi đó nha. Đừng có bỏ qua anh Bình nghe chưa. Thôi mình vô nhà đi. Ừ. Vô em. Mẹ. Bé Bông. Mẹ. Nhớ con quá. Con gái của mẹ. Cảm ơn anh đã trông con giùm em. Anh cảm ơn em mới phải, vì em đã đồng ý cho con ở bên anh. Mày à, bao nhiêu năm làm cha, anh thấy mình thật sự mới chăm sóc con trong hai ngày qua. Ở bên cạnh con, anh mới cảm thấy tiếc là tại sao thời gian qua anh không dành thời gian nhiều hơn cho gia đình của mình. Nếu được như vậy thì mọi chuyện với anh đã thật sự bình yên. Thôi, bây giờ có nói gì thì cũng trễ rồi. Anh hãy cố gắng thay đổi gia đình mới của mình. Em cũng vậy nghe. Hãy tìm cho mình một người đàn ông thật tốt, xứng đáng với người vợ toàn vẹn như em. Dạ. Chào ba đi con. Ba về sao? Bé Bông à, ba về rồi, cuối tuần ba lại đón con nghe. Dạ. Vô nhà với mẹ đi con. Con muốn có ba với mẹ ở cùng với nhau. Con nhớ ba lắm, ba ở lại đi. Bé Bông à, có gì cuối tuần ba lại đón con nghe. Con ngoan lắm. Vô nhà đi con. Thôi ba về đây. Ba, ở lại đi ba. Thôi để ba về. Anh về đi. Anh về đây. Ba. Em à, đang ở đâu vậy? Mau về nhà đi. Vợ chồng mình sẽ bắt đầu lại từ đầu.
Cuộc đời này thật trớ trêu. Từng này tuổi, đi làm gần 20 năm, trải qua hai cuộc hôn nhân, nhưng tôi vẫn thấy mình phải học, học thêm rất nhiều thứ nữa. Mà đầu tiên là học cách yêu, yêu một ai đó thật sự, và tìm hiểu tình yêu đó ra sao. Em nghe nè anh Bình. Em hả? Có chuyện gì không anh? Tối nay em đi ăn với anh nha. Chỉ có anh và em thôi. Sao kỳ vậy? Sao không cho mấy đứa nhỏ đi? Anh muốn có một buổi tối riêng tư với em mà. Hay là để bữa khác đi. Mà đám cưới anh Hương rồi, bận rộn lắm. Anh chỉ muốn tối ngày hôm nay thôi. Anh không thể đợi thêm được nữa. Vậy thì cũng được. Vậy nha. Chào em. Dạ. Hôm nay mình sẽ có một bất ngờ cho Khánh. Khánh không thích nấu ăn thì mình nấu ăn vậy, miễn hai vợ chồng vui vẻ là được rồi. Anh mong rằng chúng ta sẽ có được nhiều buổi tối bên nhau như vậy. Kể ra có hai đứa nhỏ thì hơi ồn ào một chút xíu, nhưng mà vui hơn anh ha. Em đúng là một người mẹ tuyệt vời, lúc nào cũng nghĩ tới tụi nhỏ. Cảm ơn anh.
Anh không ăn đi, nhìn em hoài vậy. Được nhìn em, anh thấy cũng đủ lắm rồi. Dạ. Nè, em không phải là gái mới lớn đâu nha, hàng quá đát rồi đó. Nhưng mà với anh, không ai có thể so sánh được với em. May nè, thời gian vừa rồi đối với anh thật sự là một thử thách quá lớn. Anh sợ mình phải về nhà thui thủi chỉ có hai cha con. Nhiều lúc nhìn thấy cô Minh lớn lên từng ngày mà nó không có bàn tay chăm sóc của người mẹ, anh thấy xót trong lòng lắm. Ngôi nhà không có bóng dáng của người phụ nữ, nó giống như một cái xác không hồn vậy. Em thấy anh vượt qua được thử thách đó chứ. Hai cha con anh đều vững vàng, nhiều lúc còn làm chỗ dựa của hai mẹ con em nữa đó. Những ngày qua anh có thể vượt qua được là nhờ có em. Anh nghĩ hai mẹ con em cũng không thể nào sống mà không có người đàn ông làm trụ cột. Mấy ngày nay anh đã suy nghĩ rất nhiều. Anh thấy đã đến lúc cả hai nửa của chúng ta cần phải được gộp lại để trở thành một gia đình hoàn hảo. Em thấy vậy có được không? Dạ, em hả? Em không chấp nhận cha con anh sao? Ừ. Anh còn điểm nào chưa tốt, anh sẽ khắc phục mà. Ờ, không. Anh rất tốt. Anh quá tốt để làm điểm dựa cho mẹ con em. Thời gian vừa qua, nhờ có anh và cô Minh, thì mẹ con em mới có thể vượt qua được. Chỉ có điều là... Điều gì? Em chưa sẵn sàng để bắt đầu cuộc sống mới. Em muốn có thêm thời gian nữa để lòng em ổn định lại mọi thứ. Đến lúc đó em mới nghĩ đến chuyện xây dựng tương lai. Vậy thì anh sẽ đợi. Đợi đến lúc nào em sẵn sàng đón nhận cha con anh. Cô Minh nó mong có một ngày được sống chung trong một mái nhà, có cô May và bé Bông. Anh cũng vậy. Khánh về, thiệt là đúng giờ. Mình sẽ dành bất ngờ cho Khánh. Chào em. Em mới về, mới thời gian ngắn thôi mà em lấy lại thần sắc rồi.
anh sẽ có bất ngờ dành cho em đó. Thôi em mệt rồi, thì vô phòng nằm nghỉ đi nghe. Bật mí với em á, là mấy hôm nay anh trổ tài nấu ăn. Em vô ngủ đi, rồi chừng nào xong anh kêu em ra nghe. Chắc chắn món ăn này em sẽ thích á. Anh không cần phải vất vả gì đâu, em không ăn tối với anh được. Sao em nói vậy chứ? Em về lấy thêm đồ rồi em đi luôn. Hả? Em đi đâu? Em đã suy nghĩ rất nhiều rồi. Đứa con là thứ duy nhất để níu giữ anh và em. Bây giờ con không còn, mình cũng nên kết thúc thôi. Khánh, em nói cái gì vậy? Em đã viết sẵn đơn rồi, anh chỉ có việc ký thôi. Em xin lỗi. Em thật sự không ngờ mọi chuyện là như thế này. Không, không, không có đứa con này, chúng ta sẽ có những đứa con khác. Khánh à, chúng ta mới bắt đầu mà. Em nghĩ như vậy là đủ rồi. Càng cố thì chỉ càng thêm đau lòng thôi. Khánh, em đã từng rất yêu anh mà đúng không? Tại sao mọi chuyện lại kết thúc nhanh như vậy chứ? Đến bây giờ em vẫn còn yêu anh mà. Nhưng em đã nhận ra tình yêu chỉ là thứ phù phiếm thôi. Em không còn thời gian để chạy theo nó nữa. Không, anh không chấp nhận đâu. Anh không bao giờ chấp nhận. Anh đã từ bỏ tất cả để đến với em. Bây giờ anh không muốn từ bỏ một lần nữa. Em xin lỗi. Em biết mình đã giành giật anh từ tay người khác, và em cũng đã phải trả giá rồi. Nhưng em cũng nhận ra anh và em, mình không thể nào là một gia đình hạnh phúc được. Nếu anh còn chút tình cảm với em thì anh để cho em đi đi. Anh cấm em đi. Anh không cản em được đâu. Khánh, anh lấy đồ giúp em đi. Xin phép anh để tôi giúp Khánh. Mấy người bày trò cái gì vậy hả? Đây sẽ là người cùng em đi trên con đường tiếp theo. Mình đi thôi anh, để lỡ chuyến bay. Anh Hưng, hãy tha thứ cho em. Nếu có cơ hội, anh hãy tìm đường về với chị May đi. Chị ấy mới là người phụ nữ của anh. Bông ơi, dậy con. Dậy. Dậy, dậy, dậy. Ông nhớ hôm nay là ngày gì hả? Dậy. Hôm nay là đám cưới dì Hương đó. Dậy. Đám cưới dì Hương hả mẹ? Dậy. Vậy là con được mặc áo sơ ri trắng đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà mẹ ơi, chút nữa ba con có tới không? Không, ba Hương không có tới. Mẹ, mẹ mời ba Hưng tới đi. Mẹ gọi một tiếng là ba Hưng tới liền à. Không được, ba bận lắm. Mẹ, mẹ mời đi. Mẹ nói là không được. Mẹ, mẹ mời đi. Mẹ gọi một tiếng là ba Hưng tới mà.
Không được. Không có ba con không có đi đâu. Sao con hư quá vậy hả? Con dám nói chuyện với mẹ như vậy đó hả? Con nói không có ba con không có đi đâu mà. Con dậy chưa? Sao con hư quá vậy hả? Dậy. Hưng nè, dậy chưa? Dậy. Dậy. Bé Bông cho mẹ xin lỗi nha. Mẹ xin lỗi con. Bé Bông ngoan, mẹ thương nha con. Nha. Tại sao không có ba lại có mẹ? Tại sao con có mẹ lại không có ba? Con chỉ muốn có ba có mẹ thôi. Con với ba lắm. Thôi được rồi, để mẹ gọi điện nói ba đi đám cưới dì Hương nha. Nín nín nín. Nín đi con. Đây, để mẹ gọi điện. Mẹ gọi cho ba nè. Chắc ba bận cái gì đó. Chúc mẹ gọi lại nha. Anh Hưng, anh Hưng, sao lại ngủ ngoài này vậy anh Hưng? Anh Hưng, tôi đang đâu à? Anh đang ngủ ngoài cửa nhà anh đó. Dạ, anh chị cho em gửi bill. Dạ, cảm ơn anh chị ạ. Dạ xin lỗi anh, ngoài kia có người cần gặp anh à. Muốn gì đây? Hả? Kêu đây làm gì đây? Dạ bây giờ chủ tụi bay đâu nè? Mày anh ra ngoài tớ muốn nói chuyện với chủ tụi bay. Muốn ra coi. Hay gì? Đi ra ngoài. Anh có sao không? Cảm ơn anh nghe. Không có gì. Sao cô còn nhớ nhiều vậy ta? Alo, Hưng nghe. Chết cha. Hôm nay có buổi thuyết trình dự án. Vậy là sao anh ba? Trễ 45 phút rồi. Làm ăn cái kiểu gì mà kỳ cục quá. Hay là chúng ta chuyển sang buổi khác làm việc nha. Chắc có lẽ giám đốc marketing đang bị kẹt xe. Anh ba, dự án của tôi là đang cần làm gấp. Mà có rất nhiều công ty muốn nhảy vô, muốn hợp tác. Dạ. Nhưng mà tôi chọn các anh vì các anh đã có uy tín rồi. Dạ. Nhưng mà cái kiểu làm việc này trễ nãy như vậy chết tôi rồi. Rồi mai mốt vô làm việc
rồi bắt tay vào dự án lại trễ nãy như vậy là chết tôi luôn. Dạ. Thôi khỏi phải hẹn bữa khác đi, cho tôi rút đi. Nghe. Anh ráng nán lại một chút xíu. Dự án của chúng tôi rất mới mẻ và sáng tạo. Nếu mà các anh nghe được giám đốc marketing của chúng tôi thuyết trình á, mấy anh sẽ được thuyết phục ngay. Mới mẻ sáng tạo á thì tôi cũng thích. Nhưng mà cái kiểu làm việc nghệ sĩ dày tôi thấy có vẻ không ổn. Thôi anh chào Trúc cho đi tôi mà. Xin rút. Lần sau nếu có dịp mình hợp tác. Anh cứ nghe. Anh em xin lỗi anh ba. Xin lỗi các vị. Tôi đến trễ. Đây là giám đốc marketing của các anh à? À đúng rồi đó. Dạ. Em chào anh. Rất là nghệ sĩ. Dạ. Tôi cũng rất là thích phong cách của nghệ sĩ như vậy. Tôi cũng vậy. Nhưng mà trong làm ăn mà thì nghệ sĩ cũng phải đúng giờ. Dạ. Cảm tôi, ơn anh. Tôi không còn tin tưởng nữa. Anh ơi. Chào các anh nha. Tôi xin phép được xin bài dự án. Anh ơi, anh sẽ thấy dự án của tôi mới lạ và khả thi ạ. Thôi, giới thiệu làm cái gì? Còn chưa đủ mức mặt sao? Cậu coi lại tư cách giám đốc của cậu đi. Bé Bông, con thấy dì Hương đẹp không? Dạ đẹp. Ủa mẹ, ba đâu? Để mẹ gọi cho ba. Dạ. Chụp tiền đi. Alo, tôi Hưng nghe. Anh có phải là chồng của Khánh không vậy? Đúng rồi, tôi là chồng của Khánh. Chỉ là chồng cũ thôi. Tôi muốn nhắc anh một điều á, là cô Khánh chậm tiền nhà 3 tháng rồi. Nếu mà vợ chồng anh không thanh toán tiền nhà trong ngày hôm nay á, thì ngày mai tôi sẽ khóa cửa lại đó nha. Vậy cô Khánh nợ bao nhiêu? 30 triệu. Cái gì? 30 triệu? Tôi lấy đâu ra tiền bây giờ? Tôi không cần biết. Đó là chuyện của anh. Nếu hôm nay anh không nộp tiền nhà thì ngày mai tôi khóa cửa. Ok? Thì cứ tới lấy nhà lại đi. Đã nói là tôi không có tiền. Ngày mai cứ tới lấy nhà lại đi. Anh Hưng, em May mà. May hả? Anh xin lỗi nghe. Có chuyện gì vậy anh? Không, không có chuyện gì hết. Mà em gọi anh có chuyện gì không? Bữa nay đám cưới Hương, bé Bông muốn anh có mặt cùng nó. Đám cưới của dì Hương hả? Dạ. Anh... Bé Bông nó mong quá nên em gọi anh thôi. Chứ nếu anh bận thì không làm phiền anh đâu. Em sẽ báo lại cho con bé.
Mày à, anh muốn tới chỗ con bé lắm, nhưng mà anh thật sự rất là, mình không đủ tư cách. Em nói với con là chừng nào đám cưới xong á, anh sẽ tới đón con nha. Dạ được. Cảm ơn em nha. Chào anh. Dạ em nghe nè. May à, anh quên. Cho anh gửi lời chúc mừng dì Hương nghe. Em cảm ơn anh. Cảm ơn em. Dạ con nghe nè má. Mày à, má xin con, con hãy cứu lấy thằng Hưng. Bây giờ con Khánh nó đã bỏ đi rồi, công ty thì sa thải nó, nó đâu có còn chỗ nào để nương thân đâu con. Nó định đi xa, bây giờ chỉ có mình con mới cứu được nó. Con ơi, con nó mất hết tất cả rồi con ơi. Hãy cứu nó giùm má nghe con. Hãy dì bé Bông đi con. Má xin con. Má năn nỉ con đó mày ơi. Dạ. Hưng ơi, Hưng ơi, cho con dại dột quá vậy Hưng. Bé Bông nè, đi theo mẹ đi con. Ra đây với ba. Ba. Bé Bông. Con may bé Bông.